Dạ, Thúy An xin chào quý cô bác, quý anh chị các bạn. Chiều nay là ngày 17 tháng 7 năm 2024. Về mấy dòng điện thoại nha: Samsung, Redmi, Oppo, Ultra 23 Z5G, iPhone 12, 13 Pro Max, 14 Pro Max 6X Plus, 7 Plus, Vivo. Nói chung là tất cả các dòng nha, dòng nào em cũng có bán hết. Cô bác anh chị ưng máy nào thì cứ liên hệ kết bạn Zalo, gửi hình, em gửi hình nha, gửi hình gửi video chi tiết máy cho cô bác anh chị. Chiều tầm 4:30 5 giờ em bán sau lưng sân động đường Trương Định, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An nha. Nói chung em bán hàng là bán 24/24, ship hàng toàn quốc nha. Miền Tây, miền Nam, miền Bắc em đều ship hết. Miền Tây hôm nay ship, ngày mai tới, miền Bắc thì tầm 3 ngày giùm em ha. Còn có bác anh chị nào ở xa trước khi đi liên hệ em nha, không biết đường thì em rút. Samsung A50 màn hình thì 6.4, pin 4000, RAM 464GB, 1.800.000 cho các anh chị nha. Em có màu xám đen nha, 1.800.000 A50. Rồi tiếp theo em review Oppo nha, Oppo còn nhiều quá. Oppo A15s, để em coi cây này A15 hay A15s. Màn hình thì 6.5 nha, A15s nha, RAM 464GB, màn hình 6.5, Android nó 10 chấm nha cả nhà, đánh game liên quân chi phai được, full chức năng luôn. Tặng ốp lưng dây sạc cho các anh chị, đẹp trên 85-90% nha. Giá 1.800.000 cho các anh chị luôn. A15s 1.800.000. Rồi tiếp theo em cũng có A15 luôn, mẫu mã y chang A15s, nó khác cái là nó không ớt nha. A15s màn hình thì 6.5 luôn, cây này RAM 3 32GB, A15 1.650.000 cho cô anh chị, đẹp trên 85-90% luôn nha. A15 1.650.000 cho cô anh chị, máy màu trắng. Rồi tiếp theo Oppo nha, Oppo em có Oppo A55 màn hình 6.5, pin 5.000 luôn nha. A55 nha, Oppo A55 RAM 4+1 là 5 RAM 64GB nha, Android nó tới 13 chấm rồi nha cả nhà. A55 nha, Android 13 chấm màu đen nha, full chức năng luôn, màn hình 6.5, pin 5.000, full chức năng luôn. Để em vô em tách lo cho cô bác anh chị luôn. Rồi cây này giá là 2.050.000 cho cô bác anh chị luôn nha. Giá 1.950.000 cho cô bác anh chị nha, em nói lộn nha, 1.950.000. Cây này là da là màu xám, xám đen nha, xám đen lưng nó bóng nha. Còn cây này cây màu đen luôn. A55 màn hình thì cũng 6.5, pin thì cũng 5.000 luôn. Em vô cấu hình cài đặt máy cho cô bác anh chị luôn. RAM 4+1 là 5 RAM nha, 64GB, Android nó cũng 13 chấm luôn. 1.950.000 cho cô bác anh chị luôn. 1.950.000, máy đẹp trên 85% nha cả nhà. Rồi tiếp theo em có Oppo nè, cây này là 128GB nha. Oppo này Oppo gì em vô em coi, màn hình nó cũng là 6.5, pin thì cũng 5.000. Oppo A55 RAM 4 128GB nha, RAM 4 128GB, máy màu đen luôn, đẹp trên 90%. 2.100.000 cho cô bác anh chị nha, tặng ốp lưng dây sạc cho cô bác anh chị. 2.100.000, 128GB, A54 nha, A54, quay kỹ lại cho cô bác anh chị xem. RAM 4 128GB, 2.100.000, tặng ốp lưng dây sạc cho cô bác anh chị luôn. Huawei Nova, cây này Huawei Y9 Dream ha, Huawei Y9 Dream, nó là RAM 4 128GB, khác một cái là camera lò thuộc nha. Để em test camera cho cô bác anh chị luôn. Camera lồi thụt lên thụt xuống ha. Chắc này em quay video nắng nó hơi dạ bóng, cả nhà thông cảm giùm em ha. Cây này giá 1.850.000, Y9 Dream 128GB, 1.850.000 cho cô bác anh chị luôn. Rồi tiếp theo em có cây Oppo nha, Oppo màn hình nó thì 6.5 luôn, pin thì cũng 5.000, máy màu xanh, hai sim một thẻ nhớ luôn nha. Oppo này Oppo A16 màn hình 6.5, pin thì 5.000, 64GB nha. A16 cây này để coi RAM mấy nha, RAM 464GB. Rồi
1.850.000 cho các anh chị máy đẹp trên 85%. 1.850.000. Rồi tiếp theo Samsung. Samsung A10s nha. A10s em có 2 cây nha. Máy màu đen và màu xanh, 1.200.000 cho các anh chị luôn. A10s. Để em test cái lo A10s cho các anh chị luôn nha. 32GB màn hình 6.6.1 A10s. Một triệu 200.000 cho cô bác anh chị luôn nha. Tặng ốp lưng dây sạc cho cô bác anh chị máy màu xanh và màu đen, 1.200.000. Rồi Redmi nha. Rồi Redmi, em có cây Redmi. Cây Redmi này là màn hình 6.5, pin 5.000 luôn nha. Lâu lâu mới có cây Redmi này luôn. Redmi C11 2021, RAM 464GB luôn. 1.500.000 cho các anh chị ha. 1.500.000, RAM 464GB, màn hình 6.5, pin 5.000, đánh game liên quân Free Fire được máy mạnh luôn. Rồi tiếp theo Redmi, Redmi C20, màn hình thì 6.5, pin thì 5.000 nha. Redmi C20 2021, 32GB, 1.250.000 cho cô bác anh chị luôn. Máy màu xám đen, 1.250.000. Rồi tiếp theo Redmi luôn nha. Redmi này màn hình cũng 6.5, pin 5.000 luôn. Em test camera cho cô bác anh chị luôn. Máy màu xám đen luôn. Cây này để em zoom coi nó như ghi em quên rồi. Nó được cái pin 5.000. Redmi 9C nha, 32GB. Redmi 9C 32GB Android 10. Full chức năng, 1.350.000 cho cô bác anh chị nha. 1.350.000. Rồi Redmi A9 1.150.000 cho cô bác anh chị luôn. Màn hình cũng 6.5, pin 5.000. Cái dòng Redmi thì lúc nào nó cũng màn 6.5, pin 5.000 hết nha. Chủ yếu là giá cả nó chênh lệch nhau 1-200.000 thôi. Cây này Redmi C9 32GB, giá 1.150.000, pin cũng 5.000 luôn. Rồi em có cây màu đỏ luôn nha. Cây này là Mi luôn. Mi C3, màn hình cũng 6.5, pin 5.000 luôn. Vô cấu đặt Redmi C3, RAM 3, 32GB. Rồi 1.400.000 cho cô bác anh chị nha. 1.400.000. Rồi tiếp theo Huawei Nova 3i, màn hình thì 6.3, 6.4, RAM 4, 128GB, lưng là lưng đá nha. Rồi cây này giá là 1.400.000 cho các anh chị luôn. Huawei 3i 1.400.000. Rồi tiếp theo Oppo A5s, màn hình thì 6.2, pin 42 luôn. Cây này là giá là 1.200.000 cho các anh chị ha. Cây này nay em sale 1.250.000 cho các anh chị luôn. 1.250.000. Rồi G7 RIM luôn, G7 RIM lúc nào cũng có hết, G7 RIM 950.000, G7 RIM lúc nào cũng có hết ha, 950.000 cho cô bác anh chị. Rồi, Thí An xin kết. Rồi, em quên cây này nữa lên nha cả nhà, Oppo luôn nha. Cây này đẹp trên 90% ha, 90-95%, máy màu xanh Oppo A57, màn hình 6.5, pin 5.000, A57 luôn. 128GB RAM 4 cộng 4 là 8 RAM, 128GB. Cây này giá là 2.500.000 cho cô bánh chị luôn. Oppo A57 2.500.000. Rồi tiếp theo. Rồi em quên cây này luôn, Ultra 23Z 5G nha. Ultra 23Z 5G màn hình 6.7. Có cây viết luôn nha cả nhà, có cây viết luôn. Cô bánh chị nào muốn xài viết thì lấy viết ra xài giùm em ha. Để em vô cấu ra cài đặt cấu hình máy nha. 512GB ha, dung lượng là 512GB. Vô Ultra 23Z 5G. Rồi 2 triệu nha, giá 2 triệu, full chức năng nha cả nhà. Rồi A50s, màn hình 6.4, pin thì cũng 4.000 nha, RAM 464GB. Đây em đang vô cái A50s, bóc lộn cái A30s nữa rồi. Đây mẫu mã nó cũng giống y chang nha cả nhà, cái lưng nó cũng sọc y chang, hai sim một thẻ nhớ luôn.
Đây A50S. À, để em zoom coi nó bi dung lượng nó bao nhiêu. Android nó 11 chấm nha. A50S Android nó 11 chấm. Tăng độ sáng lên. Nó cũng là màn LED nha cả nhà. Rồi 1.850.000 cho cô bác anh chị luôn nha, chui tay xi hỗ trợ sạc nhanh. A50S 1.850.000. A50S 1.850.000 cho cô bác anh chị. Rồi tiếp theo Samsung ha. Samsung A12 màn hình thì 6.5, pin thì cũng 5.000. Cây này em dán cường lực rồi. A12 vô cấu hình cài đặt máy luôn. Android nó 10 chấm, tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn. A12 2.100.000 cho cô anh chị, 128GB ha. Màn hình 6.5, pin 5.000, RAM 4 128GB. A12 thì hàng bán Samsung chính hãng, máy riêng màn riêng nha. Tình trạng sao báo hết nha cả nhà. Rồi cây này là giá là 2.100.000 cho cô bác anh chị luôn. Tiếp theo em review Samsung tiếp nha. Apple em còn nhiều lắm nha cả nhà. Cô bác anh chị ráng cố gắng coi hết video giùm em. Rồi Samsung M20 pin thì 5.000, màn hình 6.4, pin thì 5.000, RAM 4, RAM 3 32GB ha. M20 RAM 3 32GB, pin 5.000, giá 1.400.000 cho cô anh chị luôn nha. Bên em bán máy là không ám ố đổ mực bể màn hình gì hết nha cả nhà. Tình trạng sao là em báo hết cho cô anh chị luôn. A30 màn LED nha. Em có phiên bản đặc biệt RAM 4 64GB và RAM 3 32GB. Cái này RAM 4 64GB nè, màn hình 6.4, pin thì 4.000. RAM 4 64GB, chui tay xi hỗ trợ sạc nhanh. 1.600.000 cho cô anh chị luôn. 1.600.000. RAM 4 64GB. Máy màu xanh biển. Rồi cây này cũng vậy luôn. Cũng em A30 luôn. Màn LED luôn, RAM 3 32GB, cũng chui TC. Hỗ trợ sạc nhanh luôn nha. Máy màu xanh ngọc luôn. Cây này là giá là 1.500.000 cho cô anh chị luôn. Samsung A30 1.500.000 cho cô anh chị luôn. Em bán cho học sinh, sinh viên xài máy phụ, chữa cháy này kia. Dòng nào cũng có ha. Tầm giá 4-500, 2 triệu, 2 triệu mấy đổ lại. Tùy theo khách mua ha. Giá nào cũng có nha cả nhà. Thế em bán là Samsung chính hãng, tất cả các dòng chính hãng nha. Bên đây em bán hàng là tình trạng sao báo hết nha cả nhà. Rồi bây giờ em review máy nha. Cô bác anh chị xem hết video, đăng ký kênh để có nhiều video mới xem và mua được nhiều dòng điện thoại ủng hộ em. Em cảm ơn cả nhà nha. Thế em có về Vivo V2026, dòng này em bán hoài luôn nha. Về nhập nhiêu là hết nhiêu nha. Cây này màu xám, cây này màu xanh tím. Màn hình cũng 6.5, pin thì cũng 5.000. Đánh game liên quân chi phai được, máy mạnh luôn. Vô cấu hình cài đặt máy cho cô anh chị luôn nha. Pin là pin bên em bán máy cho cô anh chị là pin trâu nha. Lên mạng suốt cũng 5-6 tiếng, nghe gọi cũng ngày. Vivo Y12S 2021 là 2026. Vivo V2026 cả nhà. Cũng là cái tên mã máy của nó luôn đó nha. V2039 là tên kiểu máy luôn. Vivo Y12S 2021, sản xuất năm 2021. Rồi giá 1.600.000, 1.650.000 cho cô anh chị nha. Máy màu xanh tím và màu xám. 1.650.000, màn hình 6.5, pin thì 5.000, RAM 3 32GB. Android nó cao nha, mấy cái dòng này này thì Android nó cao luôn. Android nó, để em zoom coi nha. RAM 3 32GB, full chức năng. Android nó 11 chấm nha cả nhà. Android 11 chấm. Rồi 1.650.000 cho cô anh chị. Full chức năng, tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn. Rồi Vivo em chỉ có mấy cây thôi nha cả nhà. Rồi em review Samsung tiếp nha. À em còn cây Vivo nữa em quên. Vivo này là màn hình cũng 6.5, pin 5.000. Y21S nha. Màn hình 6.5, pin 5.000. RAM 4 cộng 1 là 5 RAM, 64GB. Android 12 chấm nha.
hỗ trợ sạc nhanh nha, chui taxi 1.900.000 cho cô anh chị luôn, tặng ốp lưng dây sạc màn hình 6.5, lo nó cũng lớn nha, pin nó cũng trâu luôn. Ta camera nó đây, em tắt camera nè. Bấm lộn nữa. Em vô em tách chuông cho cô anh chị ha. Ta phần máy em bán cho cô anh chị, em tách lo. Lo là quan trọng nhất cho cô anh chị luôn, để về mình coi YouTube này cho nó lớn nó dễ nghe. Rồi 1.900.000 cho cô anh chị luôn. Máy màu xanh tím. Rồi, tiếp theo em có Samsung M30 nha. M30 màn hình á thì 6.4, pin thì 5.000 nha. Cái này màn hình 6.4, pin 5.000. Chui taxi hỗ trợ sạc nhanh. Pin nó 5.000. RAM 464GB M30. Đánh game liên quân G5 được luôn nha cả nhà. Android nó 10 chấm nha, full chức năng luôn. 1.750.000 cho cô anh chị, 2 SIM 1 thẻ nhớ. 1.750.000 M30. Rồi, tiếp theo em review Samsung tiếp nha. A30, A31. Rồi, Samsung A31 màn hình thì 6.4, pin thì 5.000, RAM 6 128GB. Samsung A31 full chức năng nha. Android nó tới 12 chấm lận, chui taxi hỗ trợ sạc nhanh, tặng ốp lưng dây sạc cho cô bác anh chị. Cây này giá 2.400.000 cho cô bác anh chị nha. A31 2.400.000, RAM 6 128GB, đánh lấy em liên quân G5 được. Máy mạnh nha, cây này giờ dòng cũng dòng cao nha cả nhà. 2.400.000 cho cô bác anh chị luôn. Rồi tiếp theo review A31, em review A51 luôn. Màn hình thì nó 6.5, màn LED. Cây này cũng RAM 6 128GB luôn, màn LED nha. Android nó thì 13 chấm luôn nha. Chui taxi hỗ trợ sạc nhanh nha. Android nó 13 chấm luôn, A51. Full chức năng, đem test cam cho cô anh chị luôn. A51, RAM 6 128GB, màn hình 6.5, pin 4.000 bo nè, 2 SIM 1 thẻ nhớ, máy màu xanh đen, tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị. Đa phần máy em bán cho cô anh chị là đẹp trên 80, 85, 95% nha. Tại vì máy là em tuyển thôi nha, nhà máy tuyển thôi nha. Em cũng như cô anh chị, mình cũng là khách thôi, mình nhập máy về cho bán cho cô anh chị. Máy phải đẹp, mình nhìn mình ưng khách nha, ship tới người ta nhìn người ta mới ưng chứ. Máy mà xấu quá ship tới khách bơm hàng mình rồi ngâm máy, tội nghiệp em nữa. Rồi ngâm máy này kia rồi. Nói chung là máy là phải đẹp em mới nhập nha. Rồi cây này giá 2.600.000 cho cô anh chị, A51. Tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị, 2.600.000 A51. Rồi tiếp theo Samsung tiếp nha. Nói chung Samsung lúc nào cũng có dòng Samsung em bán rất là nhiều. Dán cường lực luôn rồi. Cây này dán cường lực rồi. Màn hình thì cũng 6.5, pin 5.000, RAM 32GB A04, chui taxi hỗ trợ sạc nhanh nha. Bo nè, A04. Android nó 13 chấm luôn nha cả nhà. Cái dòng này Android rất là cao nha. Dán cường lực rồi, tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị. Cây này giá là 1.800.000 cho cô anh chị ha. 1.800.000 A04. Em test cảm ứng cho cô anh chị luôn. Test lo chưa. Pin 5.000, màn hình 6.5 luôn nha. Chỉ 1.800.000, đánh game liên quân, tất cả các ứng dụng chuyển khoản ngân hàng. Rồi, A02S, màn hình thì 6.5, pin thì 5.000, RAM 32GB, chui taxi, hỗ trợ sạc nhanh, 2 SIM 1 thẻ nhớ luôn. Đẹp trên 85%, 90%, máy màu trắng. A02S. Rồi, 1.600.000 cho cô anh chị ha. A02S 1.600.000, tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị, đẹp trên 85%, máy màu trắng. Rồi tiếp theo Samsung A03 Core, màn hình 6.5, pin 5.000, RAM 32GB, A03 Core 32GB. Đây em vô cấu hình cài đặt máy, thông tin máy nè cả nhà. A03 Core 32GB, màn hình 6.5, pin 5.000, pin 5.000 mà giá chỉ có
1.450.000 cho cô bánh vậy nha. Xài rất là ok nha. Pin trâu luôn cây này nay hả? Sao từng đó nay em chưa sạc luôn đó nha. Máy là em nhập về em test ok nghiêm chỉnh pin này kia cho cô anh chị. Em nhập về mà máy không cầm pin em sẽ trả lại cho mấy người giao máy hết. Em không nhập, em không nhập nhưng mà em cũng không bán cho khách luôn nữa. Tại vì pin ở đây mình sạc hoài mình sạc cũng không nổi trước lúc bán cho cô anh chị. Thứ nhất, thứ hai đó, bán về cho khách pin xài không trâu á. Khách người ta mắng vốn nữa, nói chung nhức đầu lắm. Thà mình bán máy sao nghiêm chỉnh cho khách xài. Chứ bán máy mà bị mắng vốn nhức đầu khổ sở lắm cả nhà ơi. Cho nên đây bán máy nghiêm chỉnh cho khách xài. Test ok hết mới bán nha. Em bán hàng là nhờ khách cũ quay lại mua nhiều đó. Rồi cây A0 3 co này là giá 1.450.000 cho cô anh chị luôn. Nói chung trên YouTube em cũng cảm ơn cô bác anh chị đã bao lâu nay đã ủng hộ kênh Thúy An TV của em nay 4 năm mấy gần 5 năm rồi. Bán hàng trên mạng nói chung là chữ tính đi đầu nha. Bên em bán hàng là có sau nói về tình trạng sau báo hết cho cô bác anh chị. Máy xấu nó máy đẹp nó đẹp. Ship tới là khách ưng liền là người ta nhận máy liền. Khỏi bơm hàng mình tội nghiệp mình. Bơm hàng đó là khổ em đó là do là em ship tới cho cô bác anh chị rất là lẹ. Nhưng mà thu hồi về là phải nửa tháng 10 ngày nửa tháng em mới nhận được máy. Cho nên em cũng rất mong của bác anh chị mua hàng em đừng bơm hàng em tội nghiệp. Rồi em tách cam cho của bác anh chị nè. Cây này là A30S màn hình 6.4, pin thì 4000, RAM 4GB Android 11 chấm, chui tay si hỗ trợ sạc nhanh. Cây này giá là 1.800.000 cho cô anh chị luôn. A30S. Hình thức bán hàng bên em là cọc giùm em 100k có tài khoản chuyển khoản giùm em nha. Cô bác anh chị nào có tài khoản chuyển khoản giùm em cảm ơn. Không có tài khoản thì cứ cọc cạc điện thoại giùm em. Cọc cạc điện thoại là cọc Viettel Mobi hoặc là Vina giùm em ha. Cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại ship trừ cọc ra. Cọc là hình thức không bị bơm hàng nữa nha cả nhà. Còn cô bác anh chị mua hàng ở đâu mất tiền cọc em không biết, mua hàng kênh Thúy An TV không mất đồng nào nha. Bên đây em bán hàng là nhận cọc của khách là em ship hàng cho khách liền. Còn cô bác anh chị mua hàng mất tiền cọc ở đâu em không biết nha. Bên em là chưa từng lấy cọc mà không ship hàng cho cô bác anh chị. Cho nên cô bác anh chị nào tin tưởng thì cứ mua, còn chưa tin tưởng thì cứ theo dõi kênh em, chừng nào mình cảm thấy mình tin tưởng rồi mình hả mua. Rồi. Rồi, em review iPhone ha. iPhone 6 Plus đi. 6 Plus cây này là 64GB còn nhân tay luôn nha cả nhà. 64GB còn nhân tay luôn. Full chức năng em tải sẵn tất cả các ứng dụng cho các anh chị luôn. 6S Plus cây này 64GB. Em tải sẵn ứng dụng của anh chị về mình về chỉ xài thôi. Còn các bạn nào mua cái dòng trái táo của em nè, iPhone, iPad, máy tính bảng, tất cả các dòng này mình về mình không biết xử lý á, thì cứ kết bạn Zalo em. Kết bạn Zalo em sẽ nhận cho nhân viên hỗ trợ của bác anh chị nha, từ A đến Z nha. Tại vì có nhiều dòng trái táo này khách hàng ta không biết xài á. Rồi cho nên á, bên đây em sẽ hỗ trợ cho cô bác anh chị hết. Nhiều khi khách xử lý không được á. Tại vì tình thiệt em cũng nói cô bác anh chị trên video á, có nhiều khách điện nói em ơi anh mua máy này anh về anh xài không được em ơi. iPhone này anh không xài được Zalo, anh không xài được YouTube, không xài được gì hết. Rồi quýnh quán lên. Thì em nói anh cứ an tâm, chị cứ an tâm ở bên đây á, rồi các bạn Zalo đi em cho nhân viên hỗ trợ ha. Nó sẽ xử lý cho cô bác anh chị hết, khỏi lo những vấn đề này ha. Cho nên em gặp nhiều tình trạng rồi, tại cái dòng trái táo này em bán hàng này cũng 3-4 năm rồi. Cho nên em cũng biết nhiều tình trạng của khách, cho nên trên video sẵn em nói luôn cho cô bác anh chị khỏi lo. Rồi, cây này 64GB còn vân tay đầy đủ cho cô bác anh chị luôn. Full chức năng ha. 1.550.000 cho cô anh chị luôn. 1.550.000. 6 lút 64GB còn vân tay. Rồi 6S lút luôn. Cây này mất vân tay rồi. 64GB luôn. 6S lút mất vân tay. Cũng tải sẵn tất cả các ứng dụng cho cô anh chị nè. Zalo, Facebook, YouTube, TikTok. Test camera cho cô anh chị luôn. Cây này 64GB. 1.700.000 cho cô anh chị ha. Dán cần lực rồi. 6S Plus 64GB dán cần lực rồi. 1.700.000 cho các anh chị. Màu hồng nhạt ha. Rồi nay em có cây 7 LED luôn nha. 7 LED. Cây này là 32GB vân tay còn đầy đủ nha. 32GB vân tay còn đầy đủ. Khách trước xài nó dán nha. Em cũng để vậy luôn. Em test YouTube cho các anh chị coi chút ha. Chết cha, cây này em chưa nhập Wi-Fi. Này là 6, này là 7 lút nha. 7 lút, iPhone 7 lút. Máy sạch không dướng tài khoản luôn. Để em nhập số điện thoại 0 3 8 8 7 9
2 5 7 4. Bên em chỉ tặng cốc sạc, tặng dây sạc nha cả nhà. Bên em chỉ tặng dây sạc ốp lưng cho cô bác anh chị thôi. Cốc sạc là em không có tặng nha. Tại vì có nhiều khách hỏi nhập ship hàng tới hỏi em cốc sạc đâu. Tại vì bên em bán hàng là chỉ tặng dây sạc, không có tặng cốc sạc, cho nên cô bác anh chị thông cảm giùm em ha. Cọc 500k trở lên á thì em bao ship tặng ốp lưng dây sạc, sẽ có ưu đãi riêng cho cô bác anh chị. Nói chung cọc 500 1 triệu hoặc chuyển khoản hết em sẽ có ưu đãi riêng cho cô bác anh chị nha. Đó, 7 lết nè, 2.500.000 cho cô bác anh chị. Tặng ốp lưng dây sạc, còn vân tay 32 GB, máy sạch không vướng tài khoản, 2.500.000 cho cô bác anh chị luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi em còn cây 13 Pro Max nè. Chút xíu em quay cây Ultra 23Z5G 13 Pro Max, dung lượng 512 GB. Rồi máy màu xanh biển nha cả nhà. 12, 13, 14 em kiểu đồ đều có bán đủ hết nha cả nhà. Rồi 13 Pro Max đây, cây này giá 1.700.000 cho cô bác anh chị nha. Không ám ố, trầy trụ bể màn hình gì hết á. Máy nghiêm chỉnh cho cô bác anh chị luôn. 1.700.000 cho cô bác anh chị luôn. Rồi tiếp theo Samsung A50, A50S ha. A50S màn hình thì cũng 6.4, pin thì cũng 4.000, RAM 4, 64 GB, iPad 4 nha. Em review iPad 4 trước, lúc nào máy tính bảng em cũng có hết. Còn có bác anh chị nào muốn mua máy tính bảng dòng cao thì cứ liên hệ với em ha, em cũng có luôn. iPad 4 đây 10 inch. Rồi iPad 4 10 inch, 16 GB, 16 GB xài SIM là 1.500.000 nha cả nhà. 16 GB xài SIM 1.500.000. Bên em bán dòng trái táo là hàng chính hãng nha. Dòng trái táo là hàng chính hãng. iPad 4 10 inch tải sẵn tất cả các ứng dụng cho các anh chị luôn nha. Cây này dán cường lực rồi nè. Tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, bắn cá, cờ vua, cờ tướng, đào vàng, Facebook, TikTok cho các anh chị ha. 10 inch. 16 GB xài SIM 1.500.000 cho các anh chị. Máy đẹp trên 85% ha. Cho xem hàng trước lúc nhận hàng, tình trạng sau báo nha cả nhà. Bên em bán hàng là cho xem hàng nha. Còn shipper không cho xem hàng thì cô bác anh chị cứ liên hệ với em kêu shipper cho xem hàng đàng hoàng. Hàng y hình y video, không giờ ship hàng tầm bậy cho cô bác anh chị luôn. Cây này 32 GB xài SIM 1.600.000 cho cô bác anh chị luôn. Lo nó cũng rất lớn nha cả nhà. Để em test YouTube cho cô bác anh chị luôn nha. Nhưng mà em test một tí xíu thôi nha. Em test nhiều quá nó sẽ bị dính bản quyền. Mật khẩu là số điện thoại em nha, 0388792574. Số điện thoại này nay em xài 15 năm rồi nha cả nhà. Là em cũng bán hàng trên YouTube luôn nha. Máy là máy sạch không vướng tài khoản, mình coi thẳng YouTube luôn ha. Tại vì có nhiều khách hỏi là coi web hay là coi YouTube, sẵn video em nói luôn nha. Cô bác anh chị nhớ đăng ký kênh để có nhiều video mới xem và mua được nhiều dòng điện thoại ủng hộ em, cảm ơn cả nhà. Cái dòng máy tính bảng trái táo này là pin nó pin con trâu lắm nha. Hát karaoke là 6-7 tiếng đồng hồ mới hết pin nha. Không xài dục đó. Một tuần lễ 10 bữa thì nó chỉ giật 10-20% pin thôi chứ nó không có tắt nguồn nha cả nhà. Đó, lo rất là lớn nha. Choice 3.1. Pin là pin trâu nha, nó pin trâu bò lắm. Đó. 32 GB xài SIM 1.600.000 nha, không xài SIM 1.500.000. Ốp da mà này 130.000 em lấy của bác anh chị 100.000 nha. Khách nào có nhu cầu mua ốp da thì báo em ha. Rồi, giá 1.600.000, 32 GB xài SIM. Rồi em review điện thoại nha cả nhà. Điện thoại thì giá nào cũng có hết nha. Em chuyên Samsung tất cả các dòng, nhưng mà Samsung với Oppo thì em bán chạy luôn. Vivo luôn. Rồi, em review Samsung ha. Samsung M02. Màn hình á thì 6.5. Pin thì cũng 5000, 32 GB. Full chức năng nha. Mình xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, Lazada, học online luôn. MP3 luôn nha, tất cả các ứng dụng nha cả nhà. M02 lượng cái pin nó mạnh. Android nó 11 chấm. Máy màu đen luôn. Tặng ốp lưng dây sạc cho các anh chị luôn. Mình test ứng dụng nha, mình test cảm ứng cho các anh chị luôn ha.
Rồi 1.450.000 cho cô anh chị luôn. M02. Em có A02 luôn ha. Mẫu mã nó cũng y chang M02, không khác gì hết. Nó chỉ khác một cái là nó là khác cái nó là A02 nha. A02 này là màn hình nó cũng 6.5, pin 5000, Samsung A02 luôn. Để em tăng độ sáng cho cô anh chị. Nó cũng 32GB luôn. Cây này A02 GB 3 32GB. Android nó cũng 11 chấm luôn. Full chức năng luôn. Em test camera cho cô anh chị luôn ha. Camera sau, camera trước. Rồi giá 1.550.000 cho cô anh chị ha. 1.550.000 M02, pin 5000, màn hình 6.5. Rồi tiếp theo G7 Pro nha. G7 Pro màn hình thì 5.5, pin thì 3600. Nó đựng cái thì cái lo nó to nha. Đa phần máy em bán cho các anh chị là 2 SIM 1 thẻ nhớ nha. 2 SIM 1 thẻ nhớ, máy nào cũng xài 2 SIM hết. Chỉ có dòng iPhone chính hãng là xài 1 SIM nha cả nhà. Cái dòng G7 Pro này thì cái lo nó rất là lớn nha. 1.200.000 cho các anh chị luôn. Camera trước, camera sau. 1.200.000 cho các anh chị luôn. Máy trước lúc nhập về bán cho cô bác anh chị em đã test ok nghiêm chỉnh hết nha. Từ chi tiết máy cho cô bác anh chị luôn. Cáp lưng dây sạc cho cô bác anh chị luôn. Rồi, sẵn review Vivo, em review mấy cây Vivo luôn ha. Cây này phiên bản đặc biệt. Cây này em cái mũ này nha cả nhà. Cái mũ em dán cho nó đỡ trầy xuống ha. Mũ em dán để chống trầy á, có những cái máy em có dán để chống trầy. Cây này là phiên bản đặc biệt nha. 256GB đánh game liên quân Free Fire được pin 5000 luôn. Vivo Y20S. Màn hình thì 6.5, pin 5000, máy màu xanh biển nha. Cây này là RAM 8 256GB phiên bản đặc biệt Y20S đánh game liên quân Free Fire được pin 5000 luôn. Phiên bản đặc biệt bo nè. Cô bác anh chị cứ kết bạn Zalo em gửi hình nha. Số điện thoại em có để đường link đó, 0388792574 nha. 256GB phiên bản đặc biệt, giá 2 triệu cho cô bác anh chị nha. Vivo tăng nha cả nhà. Rồi tiếp theo, rồi Thúy Hằng xin kết thúc video đây. Mong quý cô bác anh chị xem clip của Thúy Hằng cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh, chia sẻ giùm em để em có động lực làm nhiều clip hay cả nhà cùng xem và bán được nhiều dòng điện thoại cho cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên gia đình.